Tình trạng của Việt Nam Như thế nào trong tương lai vì cuộc chiến ở tại Ukraine Đó là cái điều tôi sẽ phân tích ngày hôm nay Nạn nhân ở tại Ukraine vẫn tiếp tục Bị chết hàng ngày Nga vẫn tiếp tục nã súng vô đánh nhau với lại Ukraine Đó là cái điều Và bây giờ người ta mới thấy là tại sao Việt Nam bỏ phiếu trắng cả hai lần à. Thì khi Việt Nam bỏ lần đầu đó bỏ phiếu trắng vào ngày 2 tháng 3 đó, người ta hiểu Là bởi vì sao? Quyền lợi của Việt Nam và Việt Nam có cái chính sách ba không sau này thêm không thứ tư nữa là không liên minh với nước nào, không dùng quân đội để chống nước nào và không cho nước nào sử dụng đất đai của mình để chống nước khác. Và rồi Nga với Ukraine đều là bạn của Việt Nam, đều là đồng minh. Trong đó Nga là đồng minh lâu đời, đó. và chiến lược toàn diện. Cái lá phiếu kỳ đầu đó hai ngày hai tháng ba nó chính bà, đó là đại diện của tòa đại sứ Ukraine ở tại Hà Nội và cũng phản hàng sau đó thì Việt Nam cho những cái người khác lên để mà tuyên bố, để mà coi như là một hình thức giải thích. Thì tôi nhớ cái ngày 2 tháng 3 đó, bỏ phiếu xong, thì ngày 3 tháng 3 ở Việt Nam có hội nghị báo cáo viên toàn quốc. Người đứng đầu cái hội nghị ngày hôm đó là quán triệt 64 tỉnh thành hôm đó Lòng lê hải bình phó ban tuyên giáo trung ương rồi tôi nhớ còn có một thứ trưởng ngoại giao cũng thứ trưởng bộ y tế nữa và trong đó khẳng định việt nam trung lập không theo phe nào quán triệt hết toàn bộ toàn bộ truyền thông thì mình coi truyền thông việt nam mình thấy không có gì cả thế nhưng mà truyền thông việt nam lại đưa những khuôn mặt khác lên ẩn ý cho biết là việt nam ủng hộ nga đưa những người không còn làm việc nữa là cựu tướng lãnh hoặc là cựu sĩ quan quân đội hay là công an lên những cái diễn đàn mà của nhà nước bởi truyền thông trong nước là nhà nước lãnh đạo mà ví dụ như ông Trùng thượng tướng nguyễn trí vịnh cựu thứ trưởng quốc phòng ông thiếu tướng lê văn cương cựu viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an ông thiếu tướng đoàn hồng minh cựu phó chủ nhiệm tổng cục công nghiệp quốc phòng và ông đại tá lê thế mẫu cựu trưởng phòng thông tin khoa học quân sự viện chiến lược quốc phòng những người này lên đều bên nước nga thì nó cho thấy một cái điều là gì Ngay cái cuộc lá phiếu đầu tiên của Việt Nam Việt Nam nói trung lập không chọn phe Nhưng mà những gì chúng ta nghe là coi như là chọn bên Nhưng mà nó không có rõ ràng Nó bảo ô mấy ông này không còn làm việc nữa Thưa quý vị Không còn làm việc nữa nhưng mà xuất hiện trên đài truyền hình và truyền thông nhà nước Để nói Và trong đó đặc biệt cho đến giờ phút này Việt Nam vẫn không dám nói chính xâm lược rõ ràng xâm lược vào hôm trước những cái bài trước tôi đã phân tích nó không khác gì hành động Trung Quốc xâm lược Việt Nam Việt Nam xâm lược Cambodia Mỹ xâm lược Iraq Mỹ xâm lược Afghanistan Mỹ xâm lược Việt Nam Pháp xâm lược Việt Nam tất cả các nước thế đều xâm lược hết nhưng Việt Nam không dám nói chứ xâm lược nga rõ ràng xâm lược Ukraine tôi đã nói nhiều lần trước đây là không cần giải thích nữa đã. thế bây giờ Việt Nam khi không dùng chữ xâm lược họ dùng chiến dịch quân sự không chọn phe nhưng mà rõ ràng anh dùng nó là chọn bên và đưa những cụ tướng tá này lên để nói là anh chọn bên nhưng mà cũng ok đi à, cũng ok đi vì quyền lợi đất nước chúng tôi không muốn dính tới ai cả đúng không về mặt nhà nước là chúng tôi không trung lập hoàn toàn không chọn bên chúng tôi bỏ phiếu trắng mà còn mấy ông này mấy ông nói à, thôi thì cũng được nhưng mà cái lá phiếu kỳ này nó không phải chỉ là yêu cầu nga rút ra nó không yêu cầu nga rút ra bởi trước đây nếu mà anh yêu cầu nga rút ra ngay lập tức mà anh bỏ phiếu thuận á, tức là anh đúc vào đồng minh của mình đúng không anh đé chuyện đó tôi hiểu người ta hiểu nhưng kỳ này không yêu cầu nga rút ra mà chỉ lên án hành động của nga việt nam bỏ phiếu trắng cũng ok luôn đấy không sao đồng minh của tôi tôi không lên án nhưng nó có cái vế thứ nhất là cái vế mà gì yêu cầu trợ giúp những nạn nhân chiến tranh đó mới là cái điều mà Việt Nam không ủng hộ Thì cái đó là đi quá đà Việt Nam là một đất nước từng bị chiến tranh Tôi nhớ vào ngày 1 tháng 3 Ông đại sứ tại Việt Nam tại Liên Quốc Là ông Đặng Hoàng Giang Đọc cái bài diễn văn 750 chữ Nói rõ Việt Nam là một đất nước, đất nước trải qua chiến tranh Bây giờ Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình Việt Nam đã từng có nhiều nạn nhân chiến tranh Trong cuộc chiến chống Mỹ Cuộc chiến đánh với Campuchia Cuộc chiến với lại Trung Quốc Trung Quốc là ba cuộc chiến nữa. Năm 74 đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm này. 79 là bị Trung Quốc đánh miền Bắc này. Và 88 bị Trung Quốc chiếm Hoàng... Trường Sa này. Một số đảo Trường Sa. Mà chính cái ngày 14 tháng 3 vừa rồi. 12 tháng 3, xin lỗi quý vị, là hai ngày trước cái ngày mà kỷ niệm. Cái ngày mà 64 liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa. Chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tỉnh Khánh Hòa, thắp nhang, mang vòng hoa đến. Mà bây giờ không nắm cho nó nói chữ xâm lược. Nó có khác gì đâu đó cái vế thứ nhất là vế quan trọng rõ ràng vấn đề nhân đạo mà việt nam không ủng hộ cái nghị quyết này tôi sẽ trình bày tiếp cái chuyện này sau một quảng cáo của rầm màn hình sct quý vị những mình là truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về lá phiếu trắng của Việt Nam mới bỏ vừa rồi ở đại hội đồng liên quốc vào ngày 24 tháng 3 đây là lá phiếu thứ nhì trong một tháng mà Việt Nam bỏ để phiếu trắng và tôi đang phân tích cái sự khác biệt của lá phiếu đầu tiên là yêu cầu Nga rút ra còn lá phiếu cái này không yêu cầu Nga rút ra mà lên án Nga đã gây ra cuộc chiến này xin mời các thật cho cái laptop của tôi đây là cái nguyên cái cái hai cái điều quan trọng nhất mà trong cái nghị quyết này họ đưa ra cho quý vị coi đây họ nói rõ đại đa số đại hội đồng liên hợp quốc yêu cầu bảo vệ người dân thường và cho các đoàn gọi là cứu trợ đi vào ukraine vào hôm thứ năm tức là 24 tháng 3 trong khi cũng chỉ trích hoặc là lên án nga đã tạo ra một tình trạng nghĩa là con người bị thê thảm như này đai humanitarian situation là do cái cuộc mà xâm lăng chính xác một cách đây một tháng tức là ngày 24 tháng 2 Nga xâm lăng Ukraine thì 24 tháng 3 đại hội đồng liên quốc bỏ phiếu. Nhưng mà thưa quý vị, giống như lần trước khi Việt Nam đưa tin Việt Nam chỉ nói là bao nhiêu nước bỏ phiếu, không nói là mình bỏ phiếu gì. Đợt trước ngày 2 tháng 3 cho đến mấy ngày sau Bộ Ngoại giao Việt Nam mới giải thích Và đợt này cũng vậy luôn Cũng chỉ nói bao nhiêu nước bỏ phiếu Không nói rõ là Việt Nam bỏ phiếu trắng Rõ ràng Việt Nam cũng ngại cái lá phiếu trắng của mình Biết rằng là nó không có bình thường Chứ nếu bỏ phiếu trắng mà tự tin Thì cái việc công khai Đúng không? Báo chí Việt Nam không được Đã vậy Còn đưa nghĩa là không đúng sự thật Cho thấy cái quan điểm của Việt Nam Xin mời các bạn coi là laptop của đây Đây là cái Việt Nam Plus trang web Việt Nam Plus là phó bản của thông tấn xã Việt Nam. Đây đưa cái tin. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến, kêu gọi viện trợ cho Ukraine. Ở đây quý vị thấy đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến nha. Lên án Nga đã gây ra cuộc chiến chứ không yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến. Nhưng mà lần đầu tiên một tờ báo phó bản của thông tấn xã Việt Nam không dùng cái từ chiến dịch quân sự mà dùng từ cuộc chiến. Không? không dám nói chữ xâm lăng, nhưng mà nói chữ cuộc chiến đó rồi bây giờ tôi cho quý vị coi đây quý vị vào Google quý vị đánh Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu nó ra một loạt ví dụ như báo tuổi trẻ chúng ta có thể cho coi lại đây báo tuổi trẻ tôi click vô cho quý vị coi nha đó. đây nè Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức ngừng chiến ở Ukraine sai lần đầu tiên dùng chữ ngừng chiến chiến nên là chúng ta hiểu chiến tranh nhưng mà thứ nhất là không nhắc đến hai cái điều khoản Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nãy tôi nói rồi, họ nói viện trợ nhân đạo, còn cái tựa thì không có, nhưng xuống dưới thì mới có. Yêu cầu cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo. Nhưng cái tựa trên nó nói lập tức ngừng chiến là sai. Một lần nữa, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án Nga gây chiến ở đó, chứ không kêu Nga lập tức ngừng chiến. Lập tức ngừng chiến là ngày 2 tháng 3. Đó, đó là tờ tuổi trẻ, một trong tờ báo mà nhiều người đọc. Rồi bây giờ tôi cho quý coi này, báo chính phủ này báo chính phủ ghi còn còn kinh hoàng nữa đây báo điện tử chính phủ nha đại hội đồng liên hợp quốc thông qua nghị quyết thứ hai liên quan đến ukraine không nói gì cái chuyện nga không nói gì cái chuyện nhân đạo ở trong này ở dưới này mới nói này vô cái first paragraph cái đoạn đầu tiên mới nói nè thông qua nghị quyết kêu gọi nga chấm dứt chiến dịch quân sự cũng xạo luôn làm gì có kêu gọi chấm dứt chiến dịch chính, chính sự đặc biệt đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường về nhân đạo thì nó đúng nhưng mà cái tựa mới không? Cái tự chỉ nói là Đại hội đồng thông qua nghị quyết thứ hai liên quan đến Ukraine. Rõ ràng họ giấu những cái này đi. Đó, đây là báo chính phủ nhá Rồi cho quý coi thêm một vài tờ báo nữa, ví dụ Công an Nhân dân, à, tờ báo của Bộ Công an. Đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga ngừng chiến dịch ở Ukraine. À, không nói ngừng chiến, mà không nói ngừng xâm lăng, mà nói ngừng chiến dịch. Chiến dịch này là chiến dịch quân sự. Đó, họ dùng cái từ đó. Rồi ở trong cũng nói là và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo. Cái tựa không có cái kêu gọi viện trợ nhân đạo quý vị thấy không? Họ viết cái kiểu đó đó. Thấy chưa? Cái Việt Nam Plus đó, thì anh cứ viết luôn cả hai chi tiết. Rồi bây giờ cho quý vị coi cái này nữa. Chiến dịch quân sự đâu rồi. À, đây VN Express. Cũng dùng cái từ chiến dịch luôn. Đây này. Đó quý vị thấy này. Tờ VN Express cũng là một tờ nhiều người đọc ở Việt Nam. Đại hội đồng Liên Quốc yêu cầu Nga ngừng chiến dịch ở Ukraine. Chiến dịch là chiến dịch gì? không nói rõ là chiến dịch gì thấy không? đó rồi trong đây nè không ho hoàn toàn không nhắc gì đây là quý vị coi nguyên đoạn này nè. Thế giờ đó ở trong này mới kêu mới mới nói đây nhá để cho quý vị thấy đa số thành viên này á, dừng này bắt đầu trong này mới dùng dùng chiến dịch quân sự thấy chưa? cái câu đầu tiên rồi mới nói bao nhiêu nước bỏ phiếu này kia đó ủng hộ nghị quyết nga chấm dứt chiến dịch quân sự làm gì có bị kêu chấm dứt đâu họ lên án họ lên án hành động chiến tranh thấy chưa đây cái đoạn này mới nói nè và đây là lập tức dừng các hành động chống lại Ukraine không có nha đặc biệt những cuộc tấn công nhắm vào dân thường và mục tiêu dân sự cũng không có nói luôn họ chỉ nói hai điều thứ nhất là anh mở những hành lang ra để cho người ta mang đồ viện trợ cho dân tị nạn Điểm thứ hai là lên án anh vì đã gây ra tình trạng này. Đó. Thì thưa quý vị, qua những cái trình bày của tôi quý vị thấy là rõ ràng là Việt Nam có dục ý trong cái chuyện này, không chọn bên nhưng mà chọn phe hoặc không chọn phe mà chọn bên. Chúng ta thấy rõ cái điều đó. Thấy không? Thế bây giờ cái chuyện này đó mà nó xảy ra như vậy nó cho thấy cho thế giới thấy một cái điều gì? Là Việt Nam thường xuyên nói là chúng tôi yêu chuộng hòa bình chúng tôi nghĩa là đủ các thứ chúng tôi là đất nước từng bị chiến tranh chúng tôi rất sợ chiến tranh và chúng tôi có nhiều nạn nhân chiến tranh kêu gọi thế giới giúp đỡ mà cho đến bây giờ việt nam vẫn còn những nạn nhân chiến tranh từ thời chiến tranh việt nam còn sót lại chẳng hạn có những người đi vô đạp mình chẳng hạn gãy chân con nhưng mà tại sao nạn nhân ở tại ukraine mà việt nam không dám lên tiếng ủng hộ bởi vì bỏ phiếu trắng Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy Dần dần Việt Nam sẽ vô cái thế kẹt Bởi vì Việt Nam cái lá phiếu đầu tiên Ở thế trung lập ok Nhưng bắt đầu lá phiếu thứ hai Các cường quốc đánh nhau Việt Nam sẽ đến lúc nó bị đẩy vô cái thế phải chọn bên Chưa biết bao giờ chọn Việt Nam chọn bên thì tôi chưa biết Nhưng mà rõ ràng Việt Nam đang đi vô cái hướng đó bởi vì cái nghị quyết ngày 24 tháng 3 rồi nó kẹt vào chỗ là nó vừa lên án Nga Thì không lên án Nga, Nga thì ok Nhưng mà phải trợ giúp nạn nhân chiến tranh thì Việt Nam không làm Thấy chưa họ không phải đu dây lúc nào cũng được khi mà các cường quốc đánh nhau mà Việt Nam cũng như tất cả các nước nhỏ không muốn vô tình thế này nhưng bây giờ phải vô và sẽ vô cũng ngày hôm thứ sáu rồi tức là một ngày sau khi mà đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cái ngày hôm đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu á ông tổng thống Joe Biden họp thượng đỉnh ba cái thượng đỉnh ở tại Warsaw thủ đô của Mỹ thượng đỉnh NATO thượng đỉnh Liên Âu và thượng đỉnh G7 ông đề nghị là cấm cửa không cho ông Putin đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 10 này ở Indonesia. Trung Quốc phản đối, Trung Quốc không phải cho ông Putin vô. Thế bây giờ ông Biden và các ông khác bảo sao nếu Biden đi dự á, thì phải cho ông Ukraine đi dự với tư cách quan sát viên. Và như vậy nếu có nghĩa là gì? Ông Tổng thống Zelensky có thể tháng 10 này nếu còn sống sót sẽ đi dự cùng cái hội nghị thượng đỉnh với ông Putin quan sát viên nó giống như 2019 đó quý vị mà ông Trump muốn đi dự ở Osaka bên Nhật đó G20 là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam mà nó được mời đi đó đấy, đó. cách quan sát viên. thì sau đó ngày hôm nay ngày cái ngày mà hôm thứ sáu sau đó, đó ông Dmitry Peskov là phát ngôn viên của ông Putin bảo chúng tôi không cần, quý vị mà đẩy tôi ra khỏi cái G20 của ông sao hết, chúng tôi sẽ tìm các nước khác của lập đồng minh khác để đối trọng lại với lại Mỹ và phương Tây thì không biết lúc đó Mỹ, Nga có mời Việt Nam hay không, Việt Nam đứng về đâu. Đó, thấy chưa? Thế Việt Nam đang bị vụ cái thế đó rất là kẹt. Vì cái chuyện Ukraine, Việt Nam tránh tối đa, nhưng mà tránh bây giờ tránh không được. Và nếu thế giới này, cuộc chiến này nó chưa chấm dứt mà nó kéo dài, và nếu Nga và Mỹ tiếp tục cương như vậy, đối đầu như vậy, có thể nó sẽ trở về thời kỳ chiến tranh lạnh như trước năm 1989, hai khối cộng sản và khối tư bản lúc đó vị nhớ không? tư bản nào có khối NATO, bên cộng sản có khối Xô Vi, bên cộng sản ở à, bên tư bản thì có uh, liên minh châu Âu, liên Âu kinh tế liên Âu, thì bên cộng sản có uh, Con nhớ Việt Nam lúc đó là thành viên của Con vậy, Đó kẹt. lúc đó là Việt Nam. ngày xưa chiến tranh thì nó khác, bây giờ không chiến tranh. đến bao giờ Việt Nam lọt vào cái thế này mình chưa biết. đó là cái mà thế giới nó đang Đi như vậy. Tất nhiên Việt Nam cũng giống như các nước khác không muốn chiến tranh xảy ra không những ở nước mình mà bất kỳ nơi đâu trên vũ trụ này. Bởi Việt Nam đã từng cho cả thế giới thấy chúng tôi chịu chiến tranh nhiều rồi. Chúng tôi có nạn nhân chiến tranh nhiều, chúng tôi chán lắm trong tình muốn hòa bình. Nhưng bây giờ chính nạn nhân chiến tranh ở tại Ukraine thì Việt Nam bỏ phiếu trắng. À, sẽ có một số người bảo thế hồi trước Mỹ đưa quân vô này các nước đứa... có ai làm tại sao các khác không làm các nước khác không ủng hộ sao ông Dũng không nói chuyện đó chuyện khác nó khác tôi không nói tôi đang nói chuyện Việt Nam bởi tôi là người Việt Nam tôi nói chuyện Việt Nam thôi. để quý vị biết là Việt Nam đang cố gắng trung lập hết sức nhưng mà tôi e rằng với tình trạng này Việt Nam khó lòng trung lập nhất là khi nếu mà nga như tôi nói vừa rồi qua cái lời của Peskov ông có thể là nga cũng sẽ lập ra một thế hệ thế giới khác và lúc đó nga Việt Nam anh đi đâu anh ra bên nào cái đó cũng là cái khó cho Việt Nam tôi cũng hy vọng Việt Nam tiếp tục trung lập trung lập cho có lợi cho người dân không đánh nhau với ai cả nhưng tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó không trung lập được hai thằng lớn nó đánh nhau nó bắt vô bây giờ ba người ngồi ba cái ghế đi. ông Việt Nam nhỏ ngồi giữa hàng bự nó ngồi hai bên lấn 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 tới lúc mà lấn qua ông Việt Nam hết chỗ ngồi chẳng hạn bắt buộc ông phải chọn một bên ông có thể ngồi giữa nữa ông phải ngồi bên này hoặc bên này đó tôi sợ là sợ cái chỗ đó à. kể cho nghe câu chuyện những cái chuyện mà Ukraine tưởng tưởng không ảnh hưởng Việt Nam, nó ảnh hưởng Việt Nam chứ không phải không? Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình, chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.